Năm, còn riêng nhà ông Nguyễn Công Nhân ở quận 3 Sài Gòn có nuôi 3 chiến sĩ cách mạng hoạt động nội thành Sài Gòn đã hy sinh hết vào Tết Mậu Thân 1968, gồm có 1. Trần Văn Đạt, tự Tuấn, con của ông Trần Văn Lương, nhà ở 276 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trần Văn Đạt, tự Tuấn, là chiến sĩ ở trong đội ngũ của ông Trương Công Xưởng, huyện đội trưởng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 2. Trần Thị Ánh Hồng, con của ông Trần Văn Lương, nhà ở 276, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trần Thị Ánh Hồng khi đưa đoàn quân đi bị thương ở trường đua Phú Thọ, quận 11. Ông Nguyễn Công Nhân kêu xe taxi chở vô bệnh viện Chợ Rẫy, báo cho gia đình Trần Thị Ánh Hồng là ông Trần Văn Lương. Qua ngày sau thì Trần Thị Ánh Hồng đã hy sinh. 3. Trần Văn Duyên là chiến sĩ cũng ở trong đội ngũ của ông Trương Công Xưởng, huyện đội trưởng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, là con của ông Trần Văn Phượng, liệt sĩ chống Pháp, nhà ở 276, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trình bày phần 1 về chùa Thiền Tông Tân Diệu cũng như nhà của ông Nguyễn Công Nhân ở quận 3 Sài Gòn nuôi các chiến sĩ cách mạng. Đến đây xin hết.